Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang vừa tới Washington DC trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái. Mục tiêu chính của chuyến thăm là đáp lại lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, người đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 7 năm 2021. Trong các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đồng thời tăng cường lòng tin chiến lược và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang còn có cuộc điện đàm với cựu thượng nghị sĩ Patrick Leahy, người nổi tiếng với những đóng góp tích cực vào quan hệ Việt-Mỹ. Tại đây, ông Giang nhấn mạnh mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và Phù Cát, khắc phục hậu quả bom mìn chưa nổ và cung cấp công nghệ xét nghiệm DNA phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, chuyên gia quốc tế nhận định Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ thảo luận về các chương trình hợp tác quân sự, bao gồm đào tạo, huấn luyện và có khả năng ký kết thỏa thuận mua bán thiết bị quân sự. Trước đó, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đã thăm Philippines theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký ý định thư về sự hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ ngoài biển nhưng chưa đạt được các thỏa thuận cụ thể. Bắt được một nhóm người mua bán người liên tình và giải cứu được 35 cô gái dưới 16 tuổi. Lực lượng hữu trách ở Bình Định và Phú Yên vừa triệt phá được một đường dây mua bán người liên tỉnh, bắt giữ được 6 nghi phạm, giải cứu được 35 thiếu nữ dưới 16 tuổi. Lực lượng biên phòng Bình Định là đơn vị đã phối hợp với các lực lượng ở tại Kon Tum và Phú Yên để thực hiện chiến dịch này. Các cô gái bị lừa vào đường dây với lời hứa về công việc nhẹ và lương cao, nhưng thực tế bị buộc làm việc tại các quán karaoke và quan hệ tình dục với khách. Chiến dịch được khởi động sau khi nhận được đơn trình báo từ một số gia đình ở tại Kon Tum về việc con gái của họ bị mất tích. Ban chuyên án đã xác minh và phát hiện nhóm tội phạm thuê một căn nhà ở huyện An Lão của tỉnh Bình Định làm nơi giam giữ các nạn nhân. Sau 7 ngày điều tra, lực lượng hữu trách đã đột kích và giải cứu được các cô gái. Sau khi được giải cứu, các nạn nhân cho biết họ đã bị các thanh niên quen qua mạng xã hội dụ dỗ, cho vay tiền, sau đó bị ép buộc làm việc trong các quán karaoke ở tại Bình Định và Phú Yên. Hiện nay vụ án đã được khởi tố với tội danh mua bán người dưới 16 tuổi và các nghi phạm đã được chuyển giao cho công an Bình Định giải quyết theo pháp luật. Bắt phó chánh án tòa án huyện về tội nhận hối lộ tại Gia Lai. Thẩm phán Bùi Viết Minh Quân, phó chánh án tòa án nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa bị cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt để điều tra tội nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước loan trong ngày 9 tháng 9 nêu rằng, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng thời đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Quân. Ông Quân bị bắt về tội nhận hối lộ do liên quan một vụ án đã được xét xử khi ông còn làm thẩm phán tại Tòa án Nhân dân huyện Lapa, tỉnh Gia Lai. Cụ thể, theo nguồn tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, vào năm 2019, ông Quân là thẩm phán, phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Lapa. Trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, ông đã nhận hối lộ hơn 2.800 Mỹ Kim từ đương sự. Tuy nhiên, sau đó, đương sự đưa hối lộ đã tố giác hành vi của ông Quân. Ông Quân từng làm thư ký Tòa án Nhân dân huyện Đắk Đoa, sau đó được điều chuyển đến làm thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Lapa, rồi được điều động giữ chức phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đắk Đoa từ tháng 5 năm 2023. Một tai nạn sập cầu xảy ra tại Phú Thọ khiến cho 13 người mất tích. Vào lúc 10 giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương, cầu Phong Châu nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ bị sập, trôi hai nhịp thép gây ra tình trạng hỗn loạn và kẹt xe nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra khi đang có nhiều phương tiện lưu thông qua cầu. Theo những người chứng kiến ở hiện trường, phần giữa của cây cầu đã đột nhiên bị gãy đôi, khiến hàng chục xe cộ bị mắc kẹt. Một số phương tiện và người dân bị rơi xuống sông. Dòng nước này chảy xiết khiến cho công việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đội cứu nạn ngay lập tức có mặt ở hiện trường để tiến hành công tác cứu nạn để tìm kiếm nạn nhân. Theo Phó Thủ tướng Lão Hồ Đức Phước, ban đầu giới cơ quan hữu trách xác định có khoảng chừng 10 chiếc xe hơi, 2 chiếc xe máy và khoảng 13 người dân bị mất tích. 4 người đã được cứu sống và con số này vẫn còn đang được cập nhật. Cầu Phong Châu được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1995 và là tuyến giao thông chính kết nối nhiều khu vực ở trong tỉnh Phú Thọ. Năm 2013, cầu đã từng bị hư hỏng nặng, phải sửa chữa. Cách đây 2 năm, cử tri Phú Thọ đã đề nghị đầu tư nâng cấp hoặc là xây cầu mới để thay thế. Tai nạn sập cầu lần này không chỉ gây thiệt hại về người mà còn làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông, ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân và doanh nghiệp ở trong khu vực. Đến 6 giờ 50 phút tối ngày hôm nay theo giờ địa phương, khu vực xảy ra sập cầu đã được rào chắn.
lãnh đạo Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ quan hữu trách nhanh chóng khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Bên cạnh đó, các tuyến đường khác cũng như phà và cầu tạm đang được khai triển để giảm bớt áp lực giao thông trong thời gian khắc phục. Tai nạn sập cầu Lọng Phong Châu, chính quyền của các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Tuyên Quang đã cấm xe cộ đi qua 9 cây cầu vì lo ngại là nước lũ chảy xiết sẽ dẫn đến nguy cơ sập cầu. Sạt lở đất làm sập nhà, vùi lấp 5 người trong một gia đình ở Hòa Bình. Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa làm sập căn nhà của ông Sa Văn S, 51 tuổi, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Vụ việc còn cướp đi sinh mạng của 4 người trong gia đình ông và khiến một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào đêm xảy ra vụ sạt lở, trời mưa to, gió lớn và mất điện. Căn nhà của ông S dù được xây dựng kiên cố với mái bê tông, bị vùi lấp hoàn toàn do khối lượng lớn đất đá từ sườn đồi trút xuống. Ông S cùng vợ, con gái và hai cháu ngoại đang ở trong nhà khi tai nạn xảy ra. Chị Sa Thị Tê, em gái ông S, cho biết đã nghe tiếng nổ lớn và kêu cứu từ nhà của anh mình. Khi đến hiện trường, họ nhìn thấy toàn bộ căn nhà đã đổ sập hoàn toàn. Anh S được tìm thấy và cứu sống sau nhiều giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Bà Phạm Thị Tuyết, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc, cho biết ông S bị thương nặng ở vùng đầu, ngực và chân tay, đang được điều trị tại bệnh viện huyện. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã có mặt tại hiện trường để thắp hương và chia buồn với gia đình nạn nhân. Ông cũng đã trao hỗ trợ hơn 2.000 Mỹ Kim từ chính phủ và hơn 3.000 Mỹ Kim từ lãnh đạo tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ gia đình lo hậu sự và khắc phục hậu quả. Cùng ngày 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đẩy một xe khách chở hơn 20 người, hai xe con và nhiều xe máy xuống sông. Hiện 4 người được tìm thấy đã tử vong, số người mất tích chưa thống kê được. Cũng tại huyện Nguyên Bình hôm nay, cơ quan hữu trách ghi nhận thêm một vụ sạt lở đất ở khu vực khác, khiến một cháu bé sinh năm 2020 bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người khác bị thương.